Hello tất cả mọi người nhá. Là Diệu lại chơi 8 trò. Chơi trò này đầu tiên. Ok, nó đang đổi đây. Chúng ta sẽ đóng cửa này. Và chúng ta sẽ sang đây. Con kia nó đang vẫy tay nhỉ. Chúng ta thì hãy xin lỗi từ từ nó vẫy tay nè. Ô, con này là có đề. Chúng ta nhảy xem nào. Chúng ta nhảy xem nào tiếp. Đợi nó xuống một tí nữa nó sẽ nhảy sang. Chúng ta sẽ mở nốt cái cửa này ra. Chúng ta con kia nó vẫy tay kìa. Ta sẽ nhảy sang bên đá tiếp. Nào nó vẫy tay. Chúng ta nhảy tiếp cửa này. Chúng ta nhảy xuống đây. Nó đang vẫy tay chào chúng ta. Chúng ta sẽ mở nó cái cửa này ra. Đó, để hai con này, nó gồm này một thành con rồi. Chúng ta sẽ chạy. Chúng ta sẽ chạy đến đây rồi. Và nó chạy đến đây rồi, chúng ta nhanh. Nhanh. Ôi, đây đâu. Ôi, chúng ta sẽ. Chúng ta là chúng ta sẽ thua. Hay quá. Đây là chúng ta thắng rồi. Rồi chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Cái trò này mình chưa hiểu nguyên lý. Tại sao mình We are here, partner. Let's get this over with. Chúng ta sẽ cho máy vào. Sẽ bắt con gà lên. Ta sẽ để nó như này. Ta sẽ mở cánh cửa này ra. Oh, what? What's happening? Just stay in there and don't move. I'll figure out a way to get to the door open. Ô, con màu trắng này. Ô, con này nó đang đuổi chúng ta rồi. Ô, con sẽ là con kia, con này có chúng ta bắn. À. Nó sẽ bị con này bắn. Chúng ta vào đây, chúng ta nhặt cái thẻ. Always likes to hide in these vents. You will never know exactly where it is in all of this, unless you bring the chicks with you, paying attention every time the little chick croaks. Chúng ta sẽ phải nghe nhạc khi mà không biết. Chúng ta chưa thấy nhạc mà chúng ta đã bị nó bắt rồi. Chúng ta sẽ sang. Nhưng một lần chạy có nhạc không? Cái chỗ kia có nhạc, chỗ này thì không, chưa thấy. Con kêu. Không kêu. Thế ta bảo hay nó phải đợi lâu thì mình không biết. Mình thấy đi từ từ đã tí nó vô. Cái chó kia là nó cạch cạch phát là tụt luôn như này. Chỗ này đi. Thế thấy. Nó cũng như ban ban bốn thôi mà nó này.
Cái mà chưa chưa thắng đấy đấy đâu nhỉ. Mà chơi nâu rồi mà này. Mà ăn bốn thì cái đấy con kia nó kêu hẳn lên tiếng rồi. Cái này nó bỗng qua nhà mà mình không thấy nó kêu. Nó có tiếng nhà, tiếng kêu đấy mà mình không biết nó kêu một tiếng gì cả. Chỗ này nâu quá đây. Nay Hùng qua đi lại đi hát tiếp. Hôm nay ông Tuấn đi không? Thằng Tuấn đi. Tấn thấy xuống để nó không đi. Con này tí nữa là bị con này nó bỏ sống. Chúng ta sẽ đi. Mày nào được bên đấy rồi, bên kia đâu hết rồi.
chọn đây này. Sẽ cho người bắt ta đi đấy. Rồi chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Sẽ có con tôm kia nó sẽ kéo xác con này đi. Rồi chúng ta sang trò chơi tiếp theo. Bàn bàn bốn. Sẽ cho nó đuổi. Chạy rồi, không nó đuổi. Vào đây ship, ship nữa là chúng ta sẽ bị nó bắt. Rồi, cho nó đuổi ra đây. Rồi, chúng ta sẽ đi. Shit, mình nó mất. Chúng ta phải nhảy nhanh như nào. Chúng ta sẽ nhảy sang bên đây. Thế là nó sẽ quay lại. Everything we've worked so hard to build just ruined. I've let the other prisoners go, but grab this one. Things he knows will definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop this madness. Rồi. Chúng ta sẽ xong trò chơi. Thứ sáu. Oh.
Ta chơi này lần nữa. Chúng ta sẽ nha. Ôi. Lại thì nó vắn mà. Nó lẻ lưỡi ra vắn mà. Chết, chúng ta xem trò chơi thứ bảy. Này, con cang vô vô nó đang ngủ say. Thì ta sẽ nét phiền này. Chúng ta sẽ đi nhặt hai cú bin. Đang đặt phép tiền nó vào đây. Đây là quả cà chua. Đây, con này nó đang chạy theo cái những vòng này. Con kèm một tím này. Chúng ta sẽ nhặt quả chuối. Chúng ta sẽ đi nhặt cái này. Rồi chúng ta sẽ nhặt cái nấm này này. Đâu, đâu, con này. Rồi. Con nọt béo. Rồi cho vào đây để chúng ta lấy cái thẻ. Này con lợn nó chạy đi à? Ta sẽ mở cái cửa này ra.
chạy chạy vào trong đây. Là bị rốt trong này. Và sinh nhật thế này. Và sẽ lắp vào. Nó mở cái cánh cửa ra nha. Đây nó đuổi ra. Đấy. Sẽ đuổi cho chúng ta nhưng nó chết nhảy nữa đâu. Đấy nó đuổi theo nó bắt ăn. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi thứ 8. Rồi kết thúc video tại đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh.